Đây là một trường hợp rất đặc biệt bởi Hòa Bình thì muốn không sản sinh ra nhiều những danh thủ có thể thi đấu ở V-League. Một pha tranh chấp quyết liệt giữa Mansaray và Hồng Duy. Các cầu thủ Hoàng Gia cho rằng Mansaray đã đánh cùi chỏ vào mặt Hồng Duy. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Đó là một pha đánh nguội có chủ định của Mansaray. Cần có thẻ phạt, quan trọng là thẻ gì mà thôi. Rất nhiều trọng tài sẽ rút thẻ đỏ trong pha bóng này. Hữu Quý. Hữu Quý từng là thủ lĩnh của hàng phòng ngự Nam Định, còn bây giờ thì anh đang là đội trưởng của hàng phòng ngự Hà Tĩnh. Tiếp tục lại là một pha vào bóng gây tranh cãi của Hoàng Lâm. Các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cho rằng họ xoạc đúng bóng, nhưng trọng tài thì có lẽ là phạt lỗi hành vi. Đôi khi những pha xoạc bóng, trúng bóng, nó vẫn có thể gây chấn thương cho đối phương thì vẫn có thể phạt. Ví dụ như trong pha bóng này, đó là pha mà Hoàng Lâm đã xoạc đúng bóng, chân cũng rất sát mặt cỏ, nhưng động tác vẫn có thể gây chấn thương cho đối phương và trọng tài hoàn toàn vẫn có thể phạt Hoàng Lâm trong pha bóng này. Đứng trước bóng đang là Lương Xuân Trường. Xuân Trường đã từng ghi những bàn thắng bằng những quả đá phạt trực tiếp trong màu áo Hoàng Gia Lai, trong màu áo Buriram, nhưng đó là những quả phạt ở cự ly gần hơn một chút. Còn đây là một quả phạt tương đối xa, có lẽ phải đến 28 mét. Xuân Trường đá thẳng, bóng trúng ra ngang, nguy hiểm. 1-0, 1-0 cho Hoàng Gia Lai. Xuân Trường là người đã mở ra một tình huống dứt điểm dội xà ngang, và sau đó thì những ngoại binh bên phía Hoàng Gia Lai đã tiếp ứng và mang về bàn thắng mở tỷ số cho Hoàng Gia Lai. Đúng là Hoàng Gia Lai luôn luôn chơi tốt trên sân nhà, trên sân Pleiku, và những phút vừa qua đã cho thấy điều đó. Có vẻ như người ghi bàn là Memovic hay là Chevy đây, chúng ta cần phải xem lại pha bóng này. Pha bóng diễn ra rất bất ngờ, không ai nghĩ rằng Xuân Trường có thể tung ra một cú đá phạt tuyệt vời đến như vậy từ khoảng cách đến 28 mét. Dương Quang Tuấn có vẻ như đã mất tập trung và anh nghĩ rằng bóng ra ngoài. Memovic là người tiếp ứng và Chevy là người ghi bàn. Bàn thắng thứ tư của Chevy Watts ở mùa giải năm nay, và anh đã cân bằng được thành tích ghi bàn của chân sút Bruno bên phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Quang Tuấn là một thủ môn có phản xạ rất tốt nhưng có những hạn chế về mặt thể hình, và điều này đã thể hiện rõ trong tình huống này khi mà hàng thủ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hoàn toàn bị động và thua thiệt trong những pha tranh cướp trên không. Phản xạ của các cầu thủ của đội bóng áo đỏ cũng tỏ ra khá chậm chạp. Sau khi bóng bật xà ra thì không ai di chuyển thật nhanh về để hỗ trợ Dương Quang Tuấn. Tuấn Hải cánh phải khá trống. Văn Minh. Văn Minh. Không được. Bóng tạt tìm được đúng vị trí của Bửu Ngọc. Bóng được hướng đến vị trí của Xuân Trường và tốc độ thì chưa bao giờ là một điểm mạnh của Xuân Trường cả. Bàn thắng mở tỷ số của anh Gia Lai có dấu ấn rất lớn của Xuân Trường từ một pha đá phạt mẫu mực từ một khoảng cách rất xa, nhưng Xuân Trường vẫn biết đặt trái bóng chính xác về phía khung thành của Dương Quang Tuấn. Còn đây là tình huống phạm lỗi của Chevy Watts. Văn Minh, vẫn là Văn Minh. Phạt gián tiếp. Trọng tài đã không dám thổi penalty trong pha bóng vừa rồi, và thậm chí là một tình huống mà ông phạt ngược các thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, một thẻ vàng dành cho Văn Minh. Với quan điểm của trọng tài Văn Trôm, Văn Minh đã ăn vạ trong pha bóng vừa rồi. Lần này thì trọng tài có lý. Chúng ta cùng xem lại. Đúng là Hồng Duy đã có tác động từ trước, nhưng đó là tác động từ ngoài vòng cấm địa.